Cơm tấm mái heo ngon đỉnh chóp cùng chiếc view Hoàng Thành có 102 tại Hà Nội, đố mọi người tìm được quán nào như này luôn. Cơm tấm 9 điểm view 10 điểm vừa ăn vừa ngắm Hoàng Thành trên con phố Phan Đình Phùng dập cây xanh phải gọi là chill đừng hỏi. Menu ở đây chuyên các món miền Tây, cơm tấm cũng style miền Tây luôn. Có cơm sườn cốt lết, ba dọn và mái heo nướng nên mình gọi thử luôn cả ba đĩa đầy đủ, giá từ 75 đến 85 cành một đĩa. Xong thêm canh cá kèo bông điên điển, cá kèo kho tộ và khô cá dứa trên giò mắm mê cũng đều 99 cành một phần. Suất cơm tấm đầy đủ có thịt, bì, chả trứng, ốp la tùy chọn lòng đào hay chín hẳn, cất thêm một ít đồ muối nữa. Ngon nhất với mình là cơm mái heo nha, mái heo mềm mềm giòn ngậy ngon xỉu luôn ý, tẩm ướp đậm đà thiên ngọt. Mắm chấm đây cũng rất là keo sánh và thiên ngọt, chấm thịt hay dưới cơm ăn là khỏi trượt miếng nào, nói chung đồ chấm hay tẩm ướp đây đúng kiểu miền chẳng luôn, ai ăn quen chắc chắn mê. Sườn cốt lết hay ba dọi nạc mỡ hài hòa cũng đều mềm ngon thấm vị, nhưng mà mình vẫn recommend mọi người mái heo nhất nhá. Món ăn kèm có cá kèo kho tộ làm bị mặn quá mình thấy cần điều chỉnh này, còn canh chua cá kèo với khô cá dứa thì đều ưng, canh chua chua ngọt ăn cùng cơm đỡ ngán hẳn, thêm bông điên điển với cả cá kèo rất là lạ miệng nữa. Khô cá dứa thì chiên giòn tan quyện đẫm cái sốt mà mê đậm miệng, riêng món này nhá thì ăn vội phải được 2 bát cơm trắng. So với giá thì mình thấy quá ổn áp, lại còn bonus chiếc view Hoàng Thành, thấy giá này đôi khi còn là rẻ ấy chứ. Quán 2 tầng rộng rãi có cả chỗ ngồi trong nhà lẫn ngoài trời. Đây là Hoàng Thành, quán ở số 48 Phan Đình Phùng, Ba Đình, mở thông từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối luôn.